Gia đình. Anh rất chào em. Chào anh. Chương trình là ghép đôi thần tốc ấy. Hẹn hò. Thì anh muốn cho em xem ảnh của bạn nữ này. Thì của anh này cách đây là 10 năm rồi. Khoảng đấy. Em nghĩ bạn này lớn lên sẽ trông như nào? Em nghĩ em đoán bạn này thì lớn lên sẽ rất xinh đấy anh ạ. Vì sao? Hồi nhỏ bạn đã ăn mặc rất là phong cách như này thì em nghĩ lớn lên bạn. Hắn là phong cách luôn. Ok. Thế bây giờ mình sẽ đi. Bạn em có tò mò muốn gặp bạn này không? Dạ em có ạ. Ok. Rồi, tham gia chơi nha. Dạ vâng. Hợp gu thì mình tiếp tục. Dạ sao đúng không? Ok. Dạ, vâng, rồi, thế để cho hai người gần nhau một tí thì bây giờ yêu cầu là hai người cầm tay nhau đi. Cả hai tay ạ. Ừ, cầm hai tay. Chẳng có nhé, tôi lại cầm hổ thế này thì hỏng rồi. Rồi, bây giờ bạn nam anh nghĩ là sẽ hát tặng bạn nữ một câu nhỉ? Rap à? Ok. Đó, bắt đầu. Một, anh lấy gì? 1, 2, 3. Bố đó, em muốn biết em vì sao đến nơi đây. Vậy kèm anh thật sao đến cho hát em ở đây. Ngắm trên Instagram, chờ đến em đọc bật tháp. Yêu em qua đôi rồi rap cho ra bên mạng để làm quen. Anh nhớ ánh mắt, anh nhớ cả bờ bụi. Và anh thích cái anh nhất, yêu em chỉ vậy thôi. Anh nào đâu phải... Anh nào đâu phải là dân nhân, nhưng sẽ có mặt lưng lần. Cần xin lỗi, anh lâm tu vì cô chỉ ra thẳng bận. Ờ. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi hết chưa? Dạ. Ở đây có đỡ run không? Dạ, em vẫn cảm giác vẫn run lắm anh nghe ạ. Nghe giọng dạ, run. Các bạn nữ có muốn tương tác với bạn nam nào? Em đang hơi ngại anh, em chưa chuẩn bị được gì. Không, hát một đoạn một câu nào đấy. Anh có thích bài gì không ạ? Anh thích nhiều bài lắm, nhưng mà em hát bài gì là anh thích bài? Anh có thể một bài không? Cũng hơi khó thì anh nghĩ là nếu mà em... cảm giác thuộc bài nào hoặc là tự tin về bài nào? Em sẽ xin phép được hát tặng anh một bài câu. Một bài câu à? Vâng ạ. Cái này là nắm tay mà, đây là cái đoạn nắm tay em ạ, chưa được bỏ đâu. Để người em luôn tìm kiếm lâu nay, che ba năm rồi đây, suốt thời gian qua anh đã ở đâu, sao không ngờ đây. Thế đó ạ. Cảm nhận giọng hát bạn ấy như nào? Là em thấy bạn hát rất hay anh ạ. Ừ, nó vào trong đến trong này chưa? Đã, còn sâu hơn. Ok, em nhớ tên bạn nam không? Anh không, tại anh hay hỏi em vì là anh thấy nhiều bạn không nhớ mấy. Em bối rối quá nên là em không nhớ được. Thế bạn bao tuổi? Anh ấy sinh năm 98 ạ. À ok rồi. Em cảm thấy chàng trai này như nào? Thứ nổi hướng ngoài giữa ấy ạ. À. Anh ở đấy là cũng anh ấy cũng khá là thân thiện ấy, cũng khá là chủ động. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Em sẽ chấm bạn ấy trên 10 thì được bao nhiêu? 8/10 ạ. À. 8/10 ạ. À? Vâng. Ok rồi, thế anh hỏi cho bạn ấy nói gì về em nhé. Ta là em thấy anh ấy cũng khá ổn đấy, chỉ là chắc là vẫn đang còn hơi ngại khi mà lần đầu mới gặp nhau ấy. À, ừ, cái đấy là em ngại thôi em. Vâng. Anh mà đi ghép anh cũng ngại đấy. Rồi. Sau khi mà mình tiếp xúc với bạn nữ, vâng. Em cảm nhận thấy cô gái này như nào? Em cảm nhận bạn nữ này là bạn nữ có cá tính. Bạn là một người có cá tính và có một vài sở thích cũng khá giống em. Đúng. Dạ vâng. Em sẽ chấm bạn ấy trên 10 là bao nhiêu? Em có thể chấm bạn khoảng 8.5-9. Dạ vâng. Ok rồi, khá là cao rồi. Dạ vâng. Có điểm nào mà em chưa được kiểu là ưng ưng? Là em không không anh ạ. 8/10 là thấy ok đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Đây em bị mắt lại đây. Vâng. Quay lại. Tiến lên 2 bước. Bây giờ sẽ là bạn nữ chủ động nha. Thì bạn nữ sẽ hướng dẫn cho bạn nam để bạn nam dùng miệng ngậm được hết 3 tờ giấy ở trên người bạn nữ. Còn nó ở chỗ nào thì bạn ấy sẽ nói nha. Ok rồi, em đứng gần này nào. Không dùng tay nha. Không được dùng tay nha. Bỏ hai tay sau đi. Ok rồi. Cúi xuống đi em, bạn nữ hướng dẫn hết mà. Mình cứ cúi đi chạm đâu mình và đấy. Ừ. Ok, bắt đầu cho anh. Bắt đầu rồi. Ok. Anh cứ tiến thẳng đi ạ. Tiến thẳng. Tiến thẳng nữa đi ạ. Cao lên một chút ạ. Ok, tiến thẳng. Thẳng vào. Thẳng vào nữa đi ạ. Ok, ok, ok. Sắp tới rồi. Gần vào nữa. Ok. Ok. Em dùng tay lấy đi. Rồi. Tiếp theo là lá thứ hai. Qua bên trái. Xuống. Cúi xuống ạ. Xuống nữa anh, cứ xuống đi. Xuống đến lúc nào em bảo dừng đi thôi. Cứ xuống cái này. Vào nữa. Vào bên sau nữa. Vào nữa đi anh. Rồi ạ. Gần vào. Bên trên nữa. Ok, đúng rồi đấy.
Rồi. Bên ngược lại. Bên ngược lại cùng vị trí đấy. Xuống xuống dưới. Ok ok ok. Sau phải, sau phải, sau phải. Tiến thẳng, tiến thẳng. Tiến thẳng nữa đi. Ok, thẳng nữa. Rồi rồi. Ok, hoàn thành rồi. Rồi em tháo mắt được rồi. Ok, em thấy khó không? Dạ em thấy tương đối vừa sức anh ạ. Vừa sức à? Hay lại cái nữa thôi. Em thấy sao? Em thấy khá thú vị. Mà Nam nghe lời là được đúng không? Dạ vâng. Ok, nghe lời. Bây giờ chúng ta sẽ đưa quyết định của mình nha. Nếu hai bạn mà muốn quen nhau, cho nhau cơ hội. Được chưa? Tất nhiên là chúng ta anh chưa bắt được mọi người vì yêu nhau luôn mà chúng ta phải cho nhau cơ hội để add Facebook để tìm hiểu nhau chứ đúng không? Cho nên là chúng ta rồi bây giờ bạn nam hãy nói lời nào đấy với bạn nữ, mình phải chủ động hơn một tí nữa. Sự tự hôm nay gặp anh ở đây thì anh cũng rất vui, thì anh cũng mong rằng chúng ta sẽ có thời gian để có thể tìm hiểu về sở thích của nhau nhiều hơn. Thì em hôm nay có cơ hội được gặp anh ở đây thì em cũng thấy khá là vui mà làm quen được. Làm quen được một người con trai khá là dễ thương và thân thiện như anh. Mong là sau này mình có thể có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn chẳng hạn. Cho dù hôm nay thì quyết định của hai người như nào thì em mong là hôm nay anh và em đã có khoảnh khắc vui vẻ với nhau. Nhưng mà đấy, ôm em một cái được không? Chắc là ôm nhẹ nhàng. Thì đấy, bắt ôm gì đâu mà ôm vò vập đâu mà. Ôm đi. Ôm mà hôn nhưng mà hôn rồi giời ơi. Vào ơi dậy. Ngại gì nữa này nhỉ. Ôm thế này làm sao mà cảm nhận được cái gì không biết nữa. Rồi hai người quay lưng lại với nhau nào. Đây là cái khoảng thời gian mà là quan trọng nhất để cho hai bạn là chúng ta suy nghĩ nè. Rồi anh sẽ đếm 5 tiếng. Nếu mà hai người cảm thấy đối phương phù hợp với gu của mình và chúng ta muốn tìm hiểu nhau thì các bạn hãy quay lại cho nhau một cơ hội nha. Rồi còn nếu không phải gu của mình thì các bạn đứng im tại chỗ. Hiểu, bạn hiểu chưa? Vâng, em hiểu. Rồi, bạn nữ hiểu rồi đúng không? Vâng ạ. Ok, rồi. 1 2 3 4 5 hai bạn đưa ra quyết định của mình nào. Em chưa chốt được à? Đấy là quyết định của em. À quyết định của em đúng không? Ok. Thôi quay lại bắt tay với bạn ấy cái. Rồi, cảm ơn em nhé. Rồi, ok rồi. Anh sẽ mời em vào số khác. Rồi, ok, cảm ơn anh.